Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến mẫu ngữ pháp mới tiếp theo các bạn ha. Các bạn cùng theo dõi trên màn hình nhé. À, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ma đề và ma đề ni, cách sử dụng cũng như là phân biệt sự khác nhau giữa ma đề và ma đề ni như thế nào các bạn ha. Và đầu tiên, ma đề các bạn. Như vậy thì phía trước ma đề sẽ là danh từ chỉ thời gian hoặc là danh từ chỉ nơi chốn. Nhưng trong phạm vi bài học ngày hôm nay thì mình chỉ muốn nhắc đến danh từ chỉ thời gian các bạn ha. Ngoài ra thì phía trước ma đề còn có thể là động từ ở dạng nguyên mẫu. Ma đề có ý nghĩa là cho đến khi hoặc là đến. Được sử dụng, ma đề được sử dụng như là một trợ từ biểu thị sự giới hạn của thời gian hoặc là điểm đến của một sự vật, sự việc nào đó. Và để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng đi đến một vài ví dụ của ma đề các bạn nhé. À, đầu tiên chúng ta có câu là Goji made hatarete imasu. Hay Goji made hatarete imasu. Tôi thì làm việc đến 5 giờ. Tôi thì làm việc đến 5 giờ. Như vậy lúc này chúng ta sẽ sử dụng ma đề các bạn ha. Tiếp tục câu ví dụ thứ hai. Zozu made zozu ni naru made renshu shite imasu. Hay minasan mou ichido yonde kudasai. Các bạn cùng đọc lại với mình nhé. Zozu ni naru made renshu shite imasu. Tôi thì đang luyện tập cho đến khi nào giỏi các bạn ha. Tôi thì đang luyện tập cho đến khi nào giỏi. Tiếp tục. Gokaku suru made akiramemasen. Hay minasan mou ichido yonde kudasai. Các bạn cùng đọc lại một lần nữa với mình nhé. Gokaku suru made akiramemasen. Tôi sẽ không từ bỏ cho đến khi nào đậu thì thôi. Gokaku suru made akiramemasen. Tiếp tục chúng ta cùng tìm hiểu về ma đề ni các bạn ha. Như vậy thì phía trước ma đề ni cũng là danh từ chỉ thời gian và động từ ở dạng nguyên mẫu. Ma đề ni có ý nghĩa là cho đến trước hoặc là chậm nhất. Và một cái khác biệt nhỏ nhỏ giữa ma đề ni và ma đề thì ma đề ni ở đây còn thể hiện hạn chót các bạn ha. Các bạn lưu ý giùm mình, ma đề ni sẽ thể hiện hạn chót. Đầu tiên mình có câu ví dụ. Hôm qua 15日 までに返さなければなりません。はい。本は15日までに返さなければなりません。Sách thì phải trả trước ngày 15 các bạn ha. Sách thì phải trả trước ngày 15. Như vậy thì 15 ở đây, cái ngày 15 ở đây là thể hiện cái hạn chót các bạn ha. Hay có ví dụ tiếp theo. 試験が8時ですから8時までに来てください。はい。試験が8 giờ ですから8 giờ までに来てください. Thì bắt đầu từ lúc 8 giờ cho nên là xin hãy đến trước 8 giờ. Xin hãy đến trước 8 giờ. Nhưng mà cái hạn chót các bạn ạ, ở đây có thể hiện cái hạn chót là 8 giờ. Tiếp tục các bạn nhé. 結婚するまでにうちを買いたいです. Hay 結婚するまでにうちを買いたいです. Tôi muốn mua nhà trước khi kết hôn. Tôi muốn mua nhà trước khi kết hôn. Như vậy thì bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy vui lòng gửi về và đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và phản hồi lại cho các bạn. Và để củng cố bài học ngày hôm nay, các bạn nhấn nút vào link bài học ở phía dưới để làm bài tập nhé. Và chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Matakoto arigatou gozaimasu.